Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, bài 7, luyện tập trung, sách giáo khoa toán 2, trang 16. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Mỗi cánh diều gắn với vạch chỉ số nào trên tia số dưới đây? Cô giáo mời các con quan sát tia số vẽ trong sách giáo khoa. Tia số ở bên tay trái là gốc 0, bắt đầu từ gốc 0. Còn tia số kéo dài mãi sang phía tay phải và có mũi tên, có nghĩa là tia số này còn kéo dài mãi. Trên đoạn tia số này, từ 0 đến 100 chia làm 10 phần bằng nhau. Đấy. Mỗi một phần là 10 đơn vị. Mỗi một phần là 10 đơn vị. Và 10 đơn vị này lại chia làm các vạch nhỏ. Mỗi một vạch nhỏ lại chia làm 10 phần bằng nhau. Đấy. Như vậy là mỗi một phần nhỏ là một đơn vị. Các con lưu ý nhé, mỗi một vạch nhỏ này là một đơn vị. Còn cái vạch đậm này này, đấy, là 10 đơn vị. Bây giờ bài yêu cầu chúng ta chỉ ra cái số nào, cái cánh diều gắn trên tia số, cái chỉ số nào trên tia số đó. Từ 0 đến 10, cái cánh diều thứ nhất là chỉ số 10. Như vậy, cánh diều thứ nhất, cánh diều A là chỉ số 10. Cánh diều B là chỉ số mấy đây các con? Cánh diều B ở giữa số 40 và 50. Từ 40 đến 50 lại chia làm 10 phần bằng nhau. Như vậy chúng ta đếm xem có bao nhiêu vạch thì cánh diều B nó là gắn với số đó. 40 rồi đến 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Như vậy cánh diều B gắn vào số 45. Đấy, cánh diều B gắn vào số 45. Cánh diều C gắn vào số 70 và cánh diều D gắn vào số nào? 90 này, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Như vậy cánh diều D gắn vào số 97. Bây giờ cô giáo lấy bút chì, cô giáo ghi các số vào các vạch của cánh diều nhé. Cánh diều thứ nhất ghi vào số 10 rồi thì chúng ta không cần ghi nữa này. Cánh diều A gắn vào số 10. Cánh diều B gắn vào số 45. Cô giáo ghi bằng bút chì số 45 vào cánh diều B. Cánh diều C gắn vào số 70. Và cánh diều D gắn vào số, lúc nãy chúng ta đếm là 97 đúng không? Chúng ta đếm lại này. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 và 97. Đấy. Cánh diều C gắn vào số 97, D gắn vào số 97. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Ở bài tập 2 có 3 câu. Câu A, câu B và câu C. Câu A, nêu số liền trước của mỗi số sau. 53, 40, 1. B, nêu số liền sau của mỗi số sau. 19, 73, 11. Câu C, điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng vào cái chấm tròn này cho thích hợp. Đấy, tức là ta so sánh hai số. Trước tiên chúng ta làm câu A, nêu số liền trước của mỗi số sau. Chúng ta sẽ làm bài này vào giấy và ô ly nhé các con nhé. Câu A, số liền trước của mỗi số sau 53, 40 và 1. Số liền trước của số 53 là, muốn tìm một số liền trước của một số cho trước thì ta lấy số đó trừ đi 1. Vậy số liền trước của 53 ta lấy 53 trừ 1 bằng 52. Vậy số liền trước của 53 là 52. Số liền trước của 40 là, ta lấy 40 trừ 1. 40 trừ 1 bằng 39. Vậy số liền trước của 40 là 39. Số liền trước của 1 là, ta lấy 1 trừ đi 1, đúng không? Đấy, chúng ta tìm số liền trước, ta sẽ lấy
cái số đó trừ đi 1, 1 trừ 1 bằng 0. Vậy số liền trước của số 1 là 0. Tiếp theo câu B. Nêu số liền sau của mỗi số sau 19, 73, 11. Muốn tìm số liền sau của một số cho trước, ta lấy số đó cộng 1. Như vậy số liền sau của 19 là ta lấy 19 cộng 1 bằng 20. Số liền sau của 19 là 20. Tiếp theo số liền sau của 73 là 73 cộng 1 bằng 74. Số liền sau của 73 là 74. Tiếp tục, số liền sau của 11 là 11 cộng 1 bằng 12. Vậy số liền sau của 11 là 12. Như vậy, câu A và câu B chúng ta đã củng cố lại cách tìm số liền trước và số liền sau của một số cho trước. Tiếp tục, chúng ta làm câu C. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào ô trống cho thích hợp. Tức là ta so sánh hai số. Trước tiên ta so sánh 9 với 21. 9 với 21. 9, số 9 là chỉ có một hàng đơn vị. Còn số 21 là có cả chục nữa, có cả hai chục. Phải không? Một đơn vị và hai chục. Như vậy số 21 có cả hàng chục. Số 9 chỉ có đơn vị thôi. Như vậy số 21 lớn hơn số 9. Hay số 9 bé hơn 21, ta điền dấu bé. Tiếp theo, so sánh 93 và 93. Số 93 và 93 đều có 9 chục và 3 đơn vị. Như vậy, hai số này bằng nhau, ta điền dấu bằng vào ô trống. Tiếp tục, ta so sánh 83 với 54. 83 có 8 chục, 54 có 5 chục, 8 chục lớn hơn 5 chục. Như vậy, 83 lớn hơn 54. Chúng mình điền dấu lớn. Tiếp tục chúng ta so sánh số 72 và số 75. 72 và 75 đều có 7 chục. Như vậy hai số đều có 7 chục bằng nhau. Bây giờ chúng ta so sánh đến đơn vị. 72 có 7 đơn vị. 75 có 5 đơn vị. 2 bé hơn 5. Như vậy 72 bé hơn 75. Chúng ta điền dấu bé. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 2. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3 có yêu cầu như sau. Ở bài tập 3 có 2 câu. Câu A và câu B. Câu A tìm tổng biết các số hạng lần lượt là. Ở câu A có 2 phép tính ở trên 2 cái lá cây. Phép tính thứ nhất 26 và 13. Phép tính thứ hai 40 và 15. Chúng ta tìm tổng biết hai số hạng của mỗi một ý. Chúng ta sẽ tìm được tổng. Còn câu B là chúng ta tìm hiệu biết số bị trừ là 57, số trừ là 24, số bị trừ là 85, số trừ là 3. Như vậy bài tập 3 này cô giáo cũng hướng dẫn các con chúng ta làm vào ô ly nhé. Trước tiên chúng ta làm câu A. Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là. Ý thứ nhất, 26 và 13. Tìm tổng ở đây có nghĩa là chúng ta làm phép tính cộng. Biết số hạng là 26 và 13. Số hạng thứ nhất là 26, số hạng thứ hai là 13. Chúng ta lập được phép tính cộng 26 cộng 13 bằng 26 cộng 13. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước, 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 2 cộng 1 bằng 3, viết 3. 26 cộng 13 bằng 39. 39 là tổng của 26 và 13. Tiếp tục cho biết số hạng lần lượt là 40 và 15. Chúng ta lập được phép tính cộng 40 cộng 15. Số hạng thứ nhất là 40, số hạng thứ hai là 15. Chúng ta tính được tổng, ta lấy 40 cộng 15.
0 cộng 5 bằng 5, viết 5. 4, 40 cộng 10 bằng 50. 40 cộng 15 bằng 55. 55 là tổng của 40 và 15. 40 cộng 15 cũng là tổng. Tiếp tục chúng ta làm câu B. Câu B tìm hiệu biết. Câu B yêu cầu chúng ta tìm hiệu biết số bị trừ và số trừ. Tìm hiệu tức là chúng ta làm phép tính trừ. Số bị trừ là 57, số trừ là 24. Muốn tìm hiệu, ta lấy số bị trừ, trừ đi số trừ. Tức là ta lấy 57 trừ 24 bằng 7 đơn vị trừ 4 đơn vị bằng 3 đơn vị. 50 trừ 20 bằng 30. 57 trừ 24 bằng 33. Như vậy, hiệu của phép tính trừ này là 33. 57 trừ 24 cũng gọi là hiệu. Tiếp tục, chúng ta biết số bị trừ là 85, số trừ là 3. Chúng ta tìm hiệu, ta lấy 85 trừ 3. Bằng 5 đơn vị trừ 3 đơn vị bằng 2 đơn vị. 8 không trừ cho số nào, chúng ta hạ xuống. 85 trừ 3 bằng 82. Vậy hiệu của 85 và 3 là 82. 85 trừ 3 cũng gọi là hiệu. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 3. Chúng ta tìm tổng và tìm hiệu. Khi biết các thành phần trong phép tính cộng và phép tính trừ. Bây giờ chúng mình chuyển bài tập 4. Một sợi dây dài 28 decimet cắt đi 18 decimet, hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu decimet? Bài toán cho chúng ta biết là có một sợi dây dài 28 decimet cắt đi 18 decimet. Cắt đi có nghĩa là chúng ta làm tính gì nhỉ? Chúng ta làm tính trừ, không? Cắt đi là bỏ đi. Bây giờ hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu decimet? Muốn biết sợi dây còn lại dài bao nhiêu decimet thì chúng ta lấy 28 trừ 18. Đấy, chúng ta sẽ lập phép tính trừ. 28 là số bị trừ, 18 là số trừ. Số decimet còn lại là hiệu, phải không? Chúng ta sẽ điền phép tính vào các ô trống và điền số câu trả lời. Đấy, điền số vào câu trả lời này. Chúng ta cũng làm bài 4 vào vở ô ly. Chúng ta có phép tính. Chúng ta có phép tính là bao nhiêu nhỉ? 28 trừ 18, đúng không? Đấy. 28 là số bị trừ. Rồi viết dấu trừ vào ô trống. 18, ô trống thứ 3. 28 trừ 18. 8 đơn vị trừ 8 đơn vị bằng 0 đơn vị. 20 trừ 10 bằng 10. 28 trừ 18 bằng 10. 10 là hiệu của phép trừ 28 và 18. Như vậy chúng ta sẽ trả lời sợi dây còn lại dài 10 decimet, chúng ta điền số 10 vào ô trống. Như vậy, 4 bài tập vừa rồi chúng mình đã ôn lại tia số, ôn lại cách so sánh hai số trong phạm vi 100, và chúng ta cũng nêu được thành phần trong phép tính cộng và phép tính trừ. Chúng ta biết tính tổng khi biết các số hạng, biết tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.